Xin chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ thông tin về hình ảnh về một ngôi chùa rất đặc biệt, đó là chùa Quán Thế Âm, tọa lạc tại số 90 đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi chùa hơn 100 tuổi này được biết đến là nơi ghi dấu của Bồ Tát Thích Quảng Đức với trái tim bất diệt. Nơi đây còn có bức tượng Quán Thế Âm thập nhất diện. Chùa được đông đảo Phật tử biết đến vì từng là nơi lưu dấu cuối cùng của Hòa Thượng Thích Quảng Đức trước khi Ngài dị Pháp thiêu thân 60 năm trước. Theo tư liệu, chùa do một số sĩ quan binh lính gồm cả người Việt và người Pháp thành lập vào năm 1920 do sự linh ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm đã cứu nạn số sĩ quan binh lính này trên biển khi thuyền bị máy bay Đức bắn thủng. Trải qua nhiều đời trụ trì, năm 1959, Hòa Thượng Thích Quảng Đức nhận lời làm trụ trì và Ngài đã gây dựng ngôi chùa khang trang hơn. Đúng ngày 20 tháng 4 âm lịch, tức ngày 11 tháng 6 năm 1963, tại giao lộ Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, nay là giao lộ Cách Mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã đem tấm thân mình tự thiêu, đòi sự bình đẳng, hòa bình cho quê hương tổ quốc và đạo Pháp được trường tồn. Năm 1966, Hòa Thượng Thích Thông Bửu đã kế thừa, trụ trì phát triển ngôi chùa. Trong thời gian trụ trì, Thầy Thích Thông Bửu đã tổ chức đại trùng tu ngôi chùa trên diện tích khoảng 1.000m² bằng vật liệu kiên cố. Nhà tăng 3 tầng xây dựng năm 1966, giảng đường xây dựng năm 1969, phòng lưu niệm cố Hòa Thượng xây dựng năm 1971, ngọn giả sơn An Lạc Sơn cao 20m xây dựng năm 1972. Năm 1993, chùa khánh thành bảo tháp Lửa Từ Bi thờ Bồ Tát Thích Quảng Đức. Tượng Bồ Tát Thích Quảng Đức bằng đồng cao 1,82m, nặng 1 tấn do điêu khắc gia Thụy Lam tạo mẫu, nghệ nhân Nguyễn Văn Kim đúc đồng năm 1999, an vị tại bảo tháp. Năm 1994, chùa an vị bảo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm thập nhất diện tại động An Lạc Sơn, tượng Bồ Tát bằng đá hồng hoa cương cao 3,2m, nặng 5 tấn do điêu khắc gia Lý Dũng cùng tớp thợ điêu khắc thực hiện tròn 1 năm. Ngôi bảo tháp chính điện Bát Giác 7 tầng cao 28m, trên nóc tháp là bàn tay pháp ấn cao 2m, mái tháp được lợp ngói hình mặt trăng dải rồng, nóc tháp nở 40 cánh hoa ưu đàm. Tượng Đức Phật Thích Ca tại chính điện được đúc bằng đồng cao 2,8m, nặng 4 tấn, tòa sen bằng đồng cao 0,7m, nặng 1,1 tấn. Tượng do điêu khắc gia Thụy Lam tạo mẫu, nghệ nhân Nguyễn Văn Kim thực hiện vào năm 1999-2000. Đặc biệt, chùa có bức ảnh Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu cao 2m, rộng 1m do họa sĩ Trọng Nội vẽ năm 1963 giữa mùa pháp nạn, tôn trí tại phòng khánh tiết. Ngoài ra, ở tầng trệt của chùa có đặt bức tượng Hòa Thượng Thích Quảng Đức cùng trái tim bất diệt của Ngài. Chùa Quán Thế Âm được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố ngày 25 tháng 6 năm 2015.